Rồi, chào mừng các bạn đến với điệu Sirocco nha. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ các bạn về điệu Sirocco. Đây là một điệu với tiết tấu 6-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Tức là chân chúng ta sẽ dậm vào phách 1 và 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Thì khi hình dung được như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành đánh vào bàn tay phải. 1 là bát. 2 là chúng ta đánh ngón 1 nè. Bát. Tính dây cho dễ nhớ nha. Bát 3, 2, 1, 2, 3. 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 Chúng ta lưu ý khi tập cái tay phải, ngón cái duỗi dài ra, đừng để nó vô vậy nha. Như vậy nó sẽ rất là, thứ nhất là, thứ hai là cái tiếng đàn nó cũng sẽ không hiệu quả. Các bạn cố gắng duỗi ra và cái trục tay như vậy. Nếu bạn nào vẫn làm chưa được thì có thể coi những cái bài cũ nha, cái bài từ đầu bài căn bản á, thì để mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn riêng cho các bạn về cái trục tay này nha. Đây là một cái vấn đề cũng khá là quan trọng khi mà chúng ta đánh đàn guitar dùng bằng tay á. Đối với guitar cổ điển hoặc là guitar acoustic đều như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ đánh vào cái hợp âm la thứ. Bát 3, 2, 1. Bát 3, 2, 1, 2, 3. Bát 3, 2, 1. Tức là chúng ta sẽ dậm chân vào cái ngón cái và chúng ta sẽ dậm chân vào cái ngón trỏ nè. Dậm 2, 3, dậm chân 2, 3. Dậm chân 2, 3, dậm chân. Bát ba bùm tăng 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 bùm tăng tăng. Chúng ta sẽ tập chuyển các hợp âm của la thứ nha. Đầu tiên là hợp âm la thứ, chúng ta chuyển qua rê thứ, chuyển qua son trưởng, chuyển qua đô trưởng, chuyển qua pha trưởng, chuyển qua mi trưởng và về la lại. Mình sẽ làm chậm một lần cho các bạn xem. Bát ba hai một hai, mỗi lần thứ đánh hai lần. Qua rê, bát rê nè. Qua son sẽ là bát son. Qua đô trưởng sẽ là bát đô. Qua pha trưởng sẽ là bát pha. Cái này nói khi nào mà các bạn mình đánh chưa được cái pha trưởng này thì chúng ta sẽ bấm pha tắt, thì bát pha sẽ nằm ở dây 4 rồi nha. Mi trưởng, nếu bạn nào tập được chúng ta sẽ bỏ ngón út vào cái ngăn 3 của dây 2 nè, để chúng ta tạo thành mi 7. Cái âm nó sẽ hút về âm la thứ đẹp hơn. Ok, rồi như vậy nha. Rồi sau khi vô bài diễm xưa thì các bạn có thể lấy tài liệu ở trên các trang hợp âm, hoặc là các bạn có thể coi clip này, các bạn in cái lời ra rồi mình chép cái hợp âm lên là được. Câu đầu tiên là chúng ta mưa vẫn mưa bay, lại vô bát là mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp, cổ vô bát nè. Mưa vẫn mưa bay tăng tăng trên tầng tháp cổ, bay tăng tăng trên tầng tháp cổ, tăng 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 bùm. Dài tay em bùm, dài tay em mấy là qua la bảy nha. Qua rê thứ, nghe lá thu mưa qua la thứ lại trên tầng tháp nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu, đô tăng 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 tăng. Có cái này nó khác tí nè, đô tăng 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 tăng. Các bạn sẽ vuốt 17 xuống cái, lấy ngón cái vuốt xuống cái nè. Sâu 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 tăng 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 vuốt xuống. Mưa vẫn mưa bay trên tầng lá đổ. Thường thường là người ta sẽ vô ngay cái khúc mà trên cái khúc đuôi á, mưa vẫn bay trên tầng tháp cổ. Còn nếu chúng ta vô từ đầu cũng được, mưa vẫn mưa bay trên hàng lá nhỏ, nhưng mà thường thường người ta sẽ vô cái đuôi, nó sẽ đẹp hơn. Buổi chiều ngồi ngóng nhìn chuyến mưa xa,
còn xanh buốt quên mình làm gì. Khi tập cái điệu này á, các bạn nhớ này, đầu tiên chúng ta chưa cần tính tới là cái hòa âm chúng ta hợp âm gì, nhưng mà các bạn làm sao mà khi mà các bạn đánh cái điệu á mà mình vẫn có đang ngồi mình nói chuyện vậy mình vẫn có thể đánh được á, là lúc mình hát mình mới tập trung mình hát được nha. 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ví dụ mình có thể đang nói chuyện nhưng mà mình vẫn có thể đánh được cái điệu đó, thì khi các bạn hát nó mới không bị phân tâm. Chứ chúng ta mà đang hát mà vừa hát vừa đếm 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1, thì chúng ta chắc chắn là chúng ta khi đánh như vậy chúng ta sẽ bị phân tâm và chúng ta sẽ không thể tự đàn tự hát được. Ngoài cái bài Diễm Xưa này ra thì các bạn có thể sử dụng điệu xì lô rốc này để đánh các bài nhạc, rất nhiều bài nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ví dụ như Diễm Xưa nè, Hạ Trắng nè, rồi năm tư hai ba một hai ba trên vai em gầy đường xa áo bay thằng tăng 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 bông. Rồi thì khi cái bài Hạ Trắng cũng vậy, rồi ngoài ra là còn một cõi mây bay trên đầu và nắng trên vai tăng 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 bông mây bay tê tê, hoặc là ngày mai em đi biên nhớ tên em gọi về tăng 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 bùm. Rồi Định chốt lại lưu ý cái bài này đối với những bạn tập căn quản, lưu ý cho Định cái bàn tay phải, mình nhắc lại cái bàn tay phải, các bạn để một cái khung, đừng để nó đông đưa nha, nằm yên nè, và chúng ta sẽ tập bóc từng cộng lên. 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3, rồi chúng ta mới tập cái bát vô. Đó, cố gắng như vậy, bóc tiếng đàn to rõ. Cái âm mà cái chân mình dậm vào là cái âm bát nè. Bát 3, 2, 1, 2, 3. Bát 3, 2, 1, 2, 3. Thì những cái âm mà mình dậm chân xuống, tức là nó nằm vào trọng âm và phách mạnh á, thì đương nhiên các bạn sẽ đánh với cái lực là nó lớn hơn những cái âm mà chúng ta không có dậm chân. 1, 2, 3, dậm, 2, 3, dậm. Chúng ta dùng một tí lực vào đây, tức là nếu như tính cân tỷ lệ thì khoảng chừng 10 phần và 8 phần. Còn nếu các bạn đánh đều quá thì nghe vậy nè. Thế nó phải có trọng âm, nó mới lạ lướt cái điệu được nha các bạn. Rồi lưu ý cái điều này cho Định. Và cái ba cái xì lô rốc là lưu ý là khi nào mà nó về âm bùm tăng 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 gọi đường dài hun hun cho mắt thêm sâu, nó sẽ góc cái vuốt đánh một ô đầy đủ là bùng tăng 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 vuốt xuống đùng tăng 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 vuốt cái tay xuống này, chúng ta sẽ để cái tay ngón cái vuốt tăng xuống, đó là nó sẽ nghe cái âm này nó sẽ vào bài rất là dễ. Thậm chí là bạn nào mình chưa biết cái tạo intro mình có thể đánh là la nè, re nè, mi nè, đánh một vòng là để cho mẫu. 1 2, mưa vẫn mưa bay trên tần tháp cổ. Vâng, đó là chia sẻ về cái bài học về điệu xìa rốc. Thì các bạn cứ cố gắng tập theo y như vậy là các bạn sẽ làm được rất là dễ dàng cái điệu xìa rốc này. Thì sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau, là Định sẽ hướng dẫn các bạn cái cách quạt của nó, những cái quạt đơn giản tới là cái quạt phổ thông hay sử dụng. Thì ở đây là vẫn là giáo trình căn bản, nên là những cái hòa âm thì Định chỉ nói là các bạn dùng những cái hợp âm ở trên mạng thôi, chứ ở đây mình chưa sử dụng những cái hợp âm phức tạp hơn, tại vì nếu như mà phức tạp hơn thì mấy bạn mới vào rất là khó đánh. Tí 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 thì những cái hòa thanh này á, nó sẽ ứng dụng cho là những cái khóa nâng cao hơn, nên là nhờ mình mới tập căn bản thì các bạn chưa cần phải sử dụng nhiều quá cái này, nên Định mới khuyến khích các bạn là lấy những cái hợp âm đơn giản thôi. Và đặc biệt thì đối với những nhạc sĩ rock hay là nói chung, và đối với nhạc Trịnh Công Sơn nói riêng á, thì hợp âm nó càng đơn giản thì nó sẽ càng hay. Các bạn chú ý là cố gắng đánh cho đúng nhịp, đúng cái thế tay, rồi mình hát cho đúng cao độ, là lúc đó là cái bài hát nó sẽ hay rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau.